màn lên. Mình có, bạn có thích đọc sách không? Hy vọng bạn sẽ đọc cuốn này. Bạn nhìn mình, bạn có thấy mình ngầu không? Tại vì ai cũng nói mình nhìn hung dữ, ngầu quá, không có muốn tiếp xúc quá. Thấy vậy. Bạn là nhìn đẹp trai. Cảm ơn bạn. Nhìn đâu cái kiếm gì đó, nhìn thẳng mặt nó đi. Dạ. Bạn thấy mình thế nào? Trắng trẻo mà được cái bị cái hơi ốm, chắc bạn nên ăn nhiều không? À, thì bạn không thấy con gái ốm hả? Nói sao ta? Mình cũng không biết cái gu ốm hay mập của mình là làm sao nữa, nên thôi mình cũng không quan tâm lắm. Vậy em quan tâm gì? Dạ, em quan tâm chủ yếu là bạn đó có đồng cảm được cái tính cách của em không? Nó dễ dở hơn ngương gì, không có được thằng phẳng như người ta, nó giống như đồ thị hình xin. Lúc lên lúc xuống. Lúc lên lúc xuống nó dữ. Bạn thích con gái hiện đại hay là truyền thống? Mình thích con gái hiện đại. Nhưng mình có thể gọi là hiện đại không? Mình cũng không biết nữa. Hỏi cái gì bạn cũng không biết hết trơn. À, tại trên đây mới gặp mặt nhau nhưng mình cũng không có. Có rung không? Em cũng không biết nữa. Giờ nghe đồn bạn biết sáng tác với hát hay lắm đúng không? Hả? Ai đồn? Chương trình đồn. Hát bằng con gái bản cho hết rung rồi. Bản nhạc này viết lời nó là bản nhạc thất tình, nó hơi buồn. Kệ nó. Nó buồn lắm. Kệ. Mà chưa có tên nữa. Hát đi rồi bạn gái đặt tên. Hát hai ba câu thôi nha. Hát hai ba câu xong ta đặt tên. Hát hết thì hết thời gian. Kệ cho luôn. Không. Rồi thôi hát đi, muốn hát nhiều hát. À, xin gửi tới mọi người một bài hát cho em tự chế. Chuyện tình chỉ mấy mùa thôi trôi theo em như cánh chim trời. Yêu dấu xưa còn đây mà giờ người vội quên mau. Cùng những ký ức ấm áp nơi mình trao nhau hôm nào. Do nước mắt này khẽ khẽ lăn từng hàng cây. Tự sáng tác hả? Người ta dùng cái từ là tự sáng tác, dùng tự chế. Đấy, thích mấy nói mấy cái chữ dân giả, nó thân thuộc, nó không quen. Em cảm thấy bạn có vẻ là người ấm áp á, hát hay. Ôm lắm lắm. Bạn trùng tên với một người mà ngày xưa mình rất thích á, tên Tuấn Anh. Bạn là cái gì Tuấn Anh? Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. À, rồi bạn hỏi đi. Ờ, cái gì ta, tính hỏi gì quên nữa. Trời đất ơi, vậy sao đi lấy vợ trời. Trời ơi, hồi này em đứng ké mà, đứng bên đây nhìn mặt mình càng thêm hốt hoảng nữa. À, chỉ, đúng rồi. Trước mặt chỉ có một người phụ nữ đẹp đó thôi. À, bạn muốn trong tầm khoảng 2 năm nữa tiến tới hôn nhân đúng không? Cái đó là lâu nhất của bạn có thể đúng không? Cũng có thể thay đổi. Mình, có vẻ mình như đi. Bạn mới bắt đầu một công việc mới đúng không? Mới nhưng mà còn nhiều thứ mới nữa mình phải làm nữa. Nếu mà hẹn hò chắc mình phải đợi hơi lâu ha. Không, mình dạng mình hay trừ hao phí, mình tính sai vậy thôi chứ cũng sắp rồi, không sao hết bạn. Nếu mà hẹn hò với một người lớn hơn thì bạn có ngại không? Không, mình không ngại, mình có lúc mình đăng ký mình có ghi mà. Lớn mình 3 tuổi cho xuống là được rồi, không sao hết. Trước giờ bạn đã yêu ai chưa? Nói ra ngại lắm, mình có bạn gái sớm lắm. Hồi lớp 4 đã có rồi. Trời ơi. Gọi là thích nhau đó. Không biết quỷ. 4 tuổi mới yêu cái gì? Lớp 4. Lớp 4 rồi mới yêu gì trời. Chú nhắc mà mới nhớ 4 tuổi mà có thích nhau. Trời ơi. Mà thích nhau thôi cho kẹo thôi chứ. 4 tuổi thích nhau trời. 4 tuổi biết gì thích. Không, tại bạn đó cho con kẹo. Con thích kẹo chứ đâu phải thích bạn đó. Lúc đầu cũng thích bạn đó nhưng mà bạn đó cho kẹo nữa. Rồi thích thêm nữa. Là biết bạn đó cũng thích con rồi. Trời ơi. 4 tuổi thích con rồi hả con? 4 tuổi mà không biết người ta thích ổng, ông thích người ta rồi. Rồi coi thích đây không nè, nhìn đi kỹ đi. Không, mình nghĩ là mình sẽ nắm bắt cơ hội này. Bạn chín chắn có thể kiềm lại mấy cái đồ thị hình xin của mình được. Cái biên độ của nó có thể thấp hơn được. Bạn có thể cải tà quy chính cái này được. Ủa con tà lắm. Không, dưng này thôi. Gọi là giúp đỡ bạn tìm lại cái gì đã mất. Cái gì cũng quên à. Dạ đúng rồi. Vài bữa quen ta hỏi ủa em tên gì nữa. Ủa bạn có nhớ tên mình không? Bạn tên Hải Yến. Ờ, cảm ơn vì đã nhớ tên mình. Thôi nói một câu gì thật tình cảm đi. Rồi bấm nút. Con nói như vậy là hay lắm rồi. Giờ không lẽ con nói anh yêu em hay gì đó kỳ lắm. Nói con đó. Con gì hay hơn nữa đâu. Cố gắng đi. À, bạn có bấm nút không bạn? Không có gì hay ngọt ngào. Bạn cho mình một cơ hội nha. Giúp mình nha. Giúp mình trời. Giúp cái gì? Giúp gì vậy? Giúp đỡ giống hồi nãy Vũ Linh nói.
Tại em ở nhà em cũng hay đọc ngôn tình, em là học thuộc cái câu anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ, nhưng mà bạn này không kêu anh được nên giờ không biết nói sao nữa. Nó kêu bằng anh bình thường gì đâu em. Mình tên anh mà bạn cứ gọi anh. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ. Trả lời. Trả lời. Thôi chị có. Con bó tài vậy còn. Nhưng mà không dễ thương con. Con yêu về giờ cười suốt ngày luôn á. Không, thấy đúng à. Tại vì con muốn cuộc sống con nó lạc quan hơn, nó màu hường hơn. Rồi để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Ủa chú có đếm không Vũ? Hả? Chú có đếm không? Không, con tự đếm á. Ủa sao con thấy người ta mà chú đếm mà. Người ta thì người ta chú đếm, nhưng con thì tự con tự đếm. Con tự quyết định đời mình. Sao con thấy con lên đây cái con bị hai người chơi khó quá. Con không có gì con đâu. Cứ ép con hoài. Bản lĩnh lên. Con bấm rồi, con không có đếm. Trời ơi. Chú đếm cho bên kia ha. 3, 2, 4. Nắm tay cái đi cho nó ấm áp chút coi. Dạ. Lạnh lắm đúng không? Em thấy tay bạn nóng mà. Dạ. Hôn cái đi con. Thôi. Hả? Ba chị hổ quá tốt như vậy. Nó xỉu tại đây luôn à. Gửi tay bạn chứ. Mạnh mẽ lên chứ. Nắm tay luôn chứ buông con tay ra chi. Thôi, tặng hai bạn những chiếc vé xem phim. Dạ. Xem phim vui nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, dạ cảm ơn chương trình.